Thế giới vận hành và phát triển dựa trên những nền tảng của giáo dục. Giáo dục là vườn ươm gieo hạt, nuôi dưỡng những nhân tài phát triển, chìa khóa khai mở tài năng, giai đoạn vàng của não bộ từ 0 đến 8 tuổi. Mỗi trẻ sơ sinh sẽ có 100 tỷ tế bào não bộ phát triển sau khi sinh, kết nối và được sử dụng thông qua các não bộ của trẻ. Trong lịch sử các thiên tài, 1% là bẩm sinh và 99% là từ sự nuôi dạy khi mới lọt lòng. Những thành công, tài năng phi thường được hình thành giai đoạn vàng. Thời kỳ thần đồng từ 0 đến 8 tuổi. Fast Track Kids rèn luyện cho trẻ các kỹ năng nền tảng công dân toàn cầu thế kỷ 21 theo tiêu chuẩn 5C. Creativity sáng tạo. Communication giao tiếp. Collaboration hợp tác. Critical thinking tư duy phản biện. Confidence tự tin. Hiện nay Fast Track Kids cập nhật thêm computational thinking tư duy máy tính để đáp ứng xu thế phát triển của thời đại công nghệ 4.0. Chương trình Fast Track Kids sử dụng 3 nhân tố học tập chính. Phương pháp giáo dục độc quyền Educational Zik, Zach Ginn đem đến cho trẻ những trải nghiệm học tập thú vị thông qua việc phối hợp đa dạng các hình thức vận động dạy học. Khám phá kiến thức, thuyết trình, đóng vai, làm việc nhóm, sáng tạo, thí nghiệm, hỏi đáp, phản biện, phân tích, suy luận, v.v. Tất cả tạo nên mô hình tiếp thu mới mẻ và tràn đầy cảm hứng cho trẻ. Đặc biệt, ứng dụng thuyết đa giác quan vào phương pháp học theo chiều ngang trong cách tiếp cận kiến thức và phát triển kỹ năng. Ưu thế ứng dụng công nghệ 4.0 với hệ thống thiết bị công nghệ cao, màn hình tương tác thông minh, ViewSonic từ Hoa Kỳ, tích hợp phần mềm chương trình tạo nên trạm học tập Fast Track Kids tân tiến, tiện ích và hấp dẫn. Môi trường Fast Track Kids hướng tới mục tiêu 1. Khơi gợi và nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời của trẻ. 2. Hướng dẫn cách ứng dụng và truyền tải kiến thức. 3. Phát triển kỹ năng giao tiếp tự tin. 4. Phát triển khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. 5. Thúc đẩy khả năng sáng tạo và phát triển nhân cách. 6. Trang bị kiến thức và kỹ năng sống để trẻ tự tin bước vào trường học và cuộc sống. Hiệu quả của Fast Track Kids đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia về chương trình ngoại khóa Hoa Kỳ chứng minh. Trẻ tham gia Fast Track Kids phát triển nhanh hơn từ 100% đến 150% so với các bạn cùng lứa. Trẻ tham gia Fast Track Kids cải thiện khả năng học tập cao hơn từ 1 đến 2 bậc. Trong hơn 20 năm qua, Fast Track Kids đã tạo ra những ảnh hưởng vượt bậc ở kết quả học tập của trẻ trên toàn thế giới. Fast Track Kids khai phá thế hệ công dân toàn cầu thế kỷ 21.